chào các bạn đã lâu rồi mình không có review thể loại hành động hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ phim nổi đình nổi đám thắng vừa rồi có tên là bad boy với sự tham gia của diễn viên gạo cội Will Smith và cây hài ma Lauren tại sao lại có cái tên là bad boy thì mời các bạn xem hết bộ phim thì sẽ rõ mở đầu phim là hai nhân vật chính của chúng ta Mike và Marcus họ đang hối hả lái một chiếc Porsche phóng như điên trên đường phố Miami phồn hoa đông đúc làm ơn lái chậm thôi Mike ơi tôi sắp nôn ra luôn đây nè không được đâu bạn hiền Tôi đang vội để còn kịp giờ làm lễ cưới nữa chứ, nếu vậy cậu hãy tạt vào cửa hàng ở bên đường cho tôi mua chai nước uống có được không? Được rồi, tôi chỉ cho cậu đúng 90 giây thôi đấy nhé, nhanh lên đi. Marcus liền tức tốc vào cửa hàng lấy chai nước. Khi anh định thanh toán thì nhìn thấy món xúc xích nướng ngon quá thế nên làm luôn một cái full topping. Vừa cắn một cái thì ai ngờ gặp hứa thanh niên cầm súng xuất hiện uy hiếp ông chủ tiệm. Tên nhóc này đúng là xui xẻo đi cướp mà không chịu khấn váy anh khá bảnh. Chưa kịp làm ăn gì được thì Mike nôn nóng xông vào bắn một phát vào chân không chế được rồi sao còn bắn vào chân nó chi vậy anh bạn. Bởi vì xử lý như vậy anh mới kịp đến lễ cưới của mình, cha xứ tuyên bố giờ đây hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Ngay sau đó bữa tiệc diễn ra rất hoành tráng và có nhiều người đến tham dự, trong đó có cô người yêu cũ Rita và người nhân tình mới của mình chính là thị trưởng của thành phố. Nhân dịp ngày trọng đại của người bạn trí cốt, Marcus mạnh dạn lên phát biểu một tràng từ dài hơn cả trang giấy vô cùng là cảm động. Mike cũng đã trưng bày sẵn bức di ảnh của người xếp cũ ở đây, chính là đại úy Hogwarts như là một cách để tri ân điều này chứng tỏ anh yêu quý và kính trọng ông ấy đến mức nào tiếp tục chương trình người dj bắt đầu lên nhạc tất cả mọi người liền nhảy ngúa rất là hưng phấn marcus cũng quẩy thật nhiệt tình như là những thanh niên choi choai vừa mới bước vào đời vì chơi xung quá nên bất chợt anh bị lên cơn đau tim cứ thế mà gục xuống sàn mọi người xung quanh thấy vậy thì cuống hết cả lên vội vàng mà gọi cấp cứu trong giây phút hôn mê bất tỉnh marcus nhìn thấy được hình ảnh quá khứ tiền kiếp trôi qua rất nhanh sau đó anh gặp lại người sếp cũ của mình đại úy howard bên cạnh còn có một chú vẹt Ông ấy mỉm cười và nói với anh rằng, giờ chưa phải lúc được chết đâu oát con, thế là Marcus tỉnh dậy thật vui sướng. Được sống lại anh ta dường như đã cảm thấu được hồng trần, tinh thần lạc quan yêu đời chạy lên sân thượng cao muôn ngút mà đứng hóng gió. Mike thấy thế thì kinh hãi muốn rớt cả tim ra ngoài, cứ tưởng rằng cú đau tim vừa nãy đã làm thằng bạn mình bị rối loạn tiền đình. Không phải đâu Mike, đây chính là cảm giác đứng trên cả nỗi sợ, từ trước đến giờ chúng ta sống thật là lãng phí cuộc đời Mike cả. À. Kể từ nay chúng ta hãy tận hưởng nó và sống một cách tự do thoải mái đi nào Mike. Được rồi, vậy thì mau vào đây cùng tôi đi anh bạn già. Ở phía khác có một tên tóc trắng dẫn theo đàn em đến tìm ông trùng buôn ma thúy, ép buộc ông ta phải chuyển một khoản tiền bẩn vào tài khoản của đại úy Hogwarts. Là một ông trùng sao có thể bị sai khiến dễ như vậy chứ? Thấy vậy gã tóc trắng liền hạ lệnh cho đàn em bắn chết cận vệ của ông trùng để cảnh cáo. Lúc này ông trùng mới sợ hãi làm theo lời tên tóc trắng, thế nhưng đến khi chuyển tiền xong thì ông trùng cũng bị hạ sát bởi gã tóc trắng máu lạnh. Sáng hôm sau Marcus đã được ra viện nhưng tinh thần anh vẫn còn đang lâng lâng không sợ hãi gì cả định ninh rằng mình chưa đến số chết cho nên anh cứ thế mà băng qua đường chẳng thèm để tâm đến xe cộ như là một tên ngáo đá ấy vậy mà cuối cùng anh cũng qua đường an toàn còn mike thì vô cùng vất vả khi trở về nhà thì cả gia đình rất vui mừng khi thấy marcus vẫn mạnh khỏe thế nhưng điều làm marcus không vui là người vợ đã vứt hết đống bánh ngọt với đồ ăn vật của anh ta đi bởi vì bác sĩ đã dặn là nên ăn uống heo thì một chút nếu không muốn bị lên cơn đau tim một lần nữa đây đúng là một cực hình với người ham ăn vật như là marcus anh bèn gạ gẫm thẳng bạn mình này mike Tôi sẽ cho cậu 1.000 đô la nếu như cậu mua cho tôi một ít kẹo sô-cô-la hoặc bánh ngọt. Thôi nào bạn hiền, nhìn tôi có giống người đang thiếu tiền hay không, cố gắng ăn uống heo thì đi tớ phắng đây. Tối hôm đó Mike nằm mộng thấy thằng con trai riêng của mình là Armando bắn chết đại úy Howard. Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng chuyện này vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh. Sáng hôm sau Mike vô tình xem được một tin tức trên điện thoại. Các nhà chức trách đã cáo buộc đại úy Howard lúc còn sống đã nhận hối lộ của tổ chức buôn ma thúy. Tin tức này như là xét đánh ngang tai, mike và marcus lập tức đến sở cảnh sát để xem thực hư thế nào rita mới nói là bên tổ điều tra đã nhận được bằng chứng họ xác thực rằng có một khoản tiền bẩn được chuyển vào tài khoản cá nhân của đại úy howard mặc dù ông ấy đã qua đời nhưng đây là chuyện quan trọng nên đang được gấp rút điều tra mike rất phẫn nộ khi sếp cũ của mình bị cáo buộc tham nhũng hơn ai hết anh hiểu rõ rằng đại úy howard là một người chính trực cả đời liêm khiết không thể nào có chuyện hoang đường này được chắc chắn là có kẻ nào đó muốn hãm hại thanh danh của ông ấy các người đừng nghĩ ông ấy đã qua đời rồi mà thích đổ lỗi gì cũng được đấy nhé. Đúng lúc này con gái của đại úy Hogwarts mở cửa bước vào. Tên cô ấy là Judy trực thuộc lực lượng cảnh sát, mục đích đến đây là muốn yêu cầu tổ điều tra phải công khai nguồn gốc của những lời cáo buộc. Từ sau cái chết của bố mình Judy vẫn luôn không ưa mai, bố tôi chắc chắn vẫn còn sống nếu như thằng con của anh không cho ông ấy ăn kẹo. Nếu tôi mà bắt gặp hắn ta bên ngoài, thì có chúa tôi sẽ không ngần ngại mà nổ súng ngay và luôn. Mặc kệ lời nói của Judy, Mike và Marcus vẫn kính trọng đại úy Hogwarts thế nên vụ án này họ muốn được tự mình điều tra. Bằng mọi giá phải tìm ra manh mối và bằng chứng trả lại thanh danh cho đại úy Howard, hai người bạn lập tức đến nhà tù Tống Lê Trân, nơi mà con trai của Mike đang bị giam giữ, bởi vì anh ta cũng là con trai của bà trùm xã hội đen Dung Hà nên biết rõ đại úy Howard không hề liên quan gì đến ma thúy. Ông ấy bị ám sát là vì có người từ bên phía sở cảnh sát yêu cầu, họ lệnh cho tôi đi ám sát một người và giờ thì tôi mới biết danh tính ông ấy là đại úy Howard. Armando nhớ được khuôn mặt kẻ chủ mưu lúc ấy là gã tóc trắng nhưng không biết tên của hắn là gì, chuyện này làm cho Mai và Marcus vô cùng hoang mang. Không ngờ là trong nội bộ của cảnh sát lại có kẻ phản bội. Trong khi đó gã tóc trắng đang cho thuộc hạ của mình xâm nhập vào hòm thư lưu trữ của đại úy Hogwarts để tìm kiếm tài liệu gì đó. Vô tình chúng đã kích hoạt một tin nhắn tự động gửi đi, điểm đến chính là điện thoại của Marcus. Đây là một đoạn video ghi lại hình ảnh của đại úy Hogwarts, xin chào các cậu. Nếu các cậu xem được đoạn video này thì chắc là tôi đã lên gặp Chúa bởi vì tôi biết trong nội bộ sở cảnh sát có kẻ phản bội, cho nên các cậu đừng có tin tưởng bất cứ ai, hãy lần theo lon coca khổng lồ thì sẽ tìm thấy manh mối, tuy là đại úy chỉ nói ẩn dụ, vậy mà hai người cũng biết ngay là Fletcher cao kiều chính là lon coca khổng lồ. Anh ta nói rằng đại úy Howard khi đang thực hiện một kế hoạch lớn thì sợ hai anh biết sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đã liên lạc với tôi và giao cho tôi bảo vệ những thông tin đó ở một nơi rất an toàn. Thế nhưng chưa kịp nói ra thì anh cao kiều ăn ngay một viên đạn xuyên thẳng qua trán không ngờ gã tóc trắng và đàn em đã đến đây phục kích sẵn để bịt đầu mối mike và marcus lập tức rút súng ra để chống trả mấy hôm nay marcus bị cấm túc không được ăn vặt nhân cơ hội này anh liền đóp liếm một ít huyết tinh đỏ nhờ thế mà con người anh như sạc đầy năng lượng trở thành kẻ hủy diệt terminator đứng bật dậy hai tay hai súng bắn thẳng về phía kẻ địch đám đàn em của gã tóc bạc nhìn thấy thế mà kinh hãi vãi cả ra quần người ta thường nói kẻ liều mạng mới là đáng sợ nhất thế nên bọn đầu gấu liền quay đầu mà bỏ chạy hai người bạn vẫn không buông tha cho chúng đuổi theo lên tận đường cao tốc. Mike nhìn thấy bạn mình máu chiến quá thì cũng hơi lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được. Có vẻ như dạo này anh cài dụng hơi nhiều nên sức khỏe đi xuống hay sao ấy. Mới chạy có một đoạn mà anh đã không thở nổi. Đúng lúc này gã tóc trắng tức tốc lao xe đến tông thẳng về phía Mike. Cũng may là Marcus nhanh nhẹn lao ra cứu anh một mạng, thừa cơ hội gã tóc trắng và đàn em liền tẩu thoát. Ngay sau đó cảnh sát lập tức đến phong tỏa hiện trường. Lúc này Mike mới nói với Rita rằng, Rõ ràng là đại úy Howard đâu có ngu ngốc đến mức tạo ra một tài khoản bằng tên riêng của mình, rồi dùng nó để giao dịch với băng đảng ma thúy. Như thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này à, Rita cũng rất hiểu bản tính đại úy Howard, thế nhưng cô chỉ điều tra dựa vào bằng chứng chứ không phải dựa vào cảm tính. Anh Ruth Brown mới nói rằng tất cả camera an ninh xung quanh đây trước đó đều đã bị vô hiệu hóa, cho nên bây giờ chúng ta chẳng tìm được manh mối gì cả. Vô tình Maria phát hiện được bên trong những bức ảnh ở đây dường như đang ẩn chứa một mã QR code, sau khi giải mã họ thu được một video khác của đại úy Hogwarts để lại. Ông nói rằng trong nội bộ cảnh sát và các quan chức đang có người cấu kết với băng đảng buôn ma thúy. Tôi đã âm thầm điều tra việc này cách đây 9 năm rồi, toàn bộ thông tin hồ sơ đã thu thập được ông đều cất giấu ở một nhà kho tại Haiti. Nó là chứng cứ có thể vạch trần được đám tham quan kia, vì đây là việc hết sức bí mật thế nên Mike chỉ nói với Ruth Brown và Maria. Yêu cầu họ mau chóng tìm kiếm chỗ hồ sơ tài liệu kia càng sớm càng tốt. Lúc này tại nhà tù Tống Lê Trân Armando nhìn thấy có vài kẻ khả nghi đi vào sau đó bọn cai ngục tự dưng lại lánh mặt biết rằng sắp có biến anh liền lấy áo mình quấn vào bánh tạ 50 kg làm vũ khí thì ra đám lạ mặt là tay sai của gã tóc trắng thâm nhập vào đây để thủ tiêu Armando bịt miệng tuy nhiên chúng không ngờ rằng chàng trai này từng là sát thủ có đẳng cấp top một server chỉ vài ba chiêu anh đã hạ gục đám sát thủ bọn cai ngục thấy vậy đành phải xông vào áp chế anh lại sau chuyện này Mike khẳng định đám sát thủ chạy giam muốn giết Armando là vì chúng nghĩ anh ta có thể chứng minh đại úy Hogwarts vô tội Thế nên Mike hy vọng Rita và ngài thị trưởng sắp xếp cho Armando được chuyển qua trại giam khác an toàn hơn, tránh để bọn tội phạm thủ tiêu nhân chứng bịt đầu mối. Thị trưởng nghe thấy có lý nên liền chấp thuận đồng ý, ông lệnh cho Mike và Marcus phải có trách nhiệm áp giải Armando về Miami. Vì anh là tội phạm giết người cấp độ 1 nên phải bị giam trong lồng sắt, Mike và Marcus cũng phải giao nộp vũ khí cho an ninh trước khi lên máy bay. Ai ngờ là vừa đi được một đoạn thì Marcus cảm thấy có gì đó là lạ, thì ra anh phi công đã bị khống chế bởi gã tóc trắng hắn ta ép buộc anh phải thông báo về trung tâm chỉ huy rằng mike và marcus đã cướp trực thăng và giải thoát cho tù nhân trong khi họ vẫn chưa biết chuyện gì nói xong thì gã tóc trắng thủ tiêu luôn anh phi công rồi lấy súng của mike và marcus bắn hạ hai viên cảnh sát đi cùng đoàn hai người bạn cũng đâu phải tay mờ phản ứng của họ rất nhanh nhẹn lao lên mà chống trả lại bọn tội phạm hai bên rằng co vô cùng là quyết liệt làm cho chiếc trực thăng mất lái bổ nhào xuống mặt đất gã tóc trắng liền mau chóng nhảy dù ra bên ngoài để thoát thân trước tên còn lại cũng bị sức gió hút bay đi khiến lồng giam của Armando bị tột xích văng ra ngoài. Marcus liền vội vàng dùng hết sức lực túm lấy sợi dây thừng níu giữ chiếc lồng lại, sợi dây cũng sắp không chịu nổi. Mike lập tức lấy chìa khóa trên người tên cảnh sát rồi nhanh tay mở chiếc lồng ra. Cuối cùng cũng kịp thời kéo được Armando lên, sau đó cậu ta và buồng lái cố gắng điều khiển máy bay lấy lại thăng bằng, may mắn cũng làm cho nó đâm sầm xuống một con sông. Nhờ vậy mà cả ba người đều thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nên liền mau chóng quay về Miami. Đến khi trời tối cảnh sát mới tìm đến hiện trường vụ máy bay rơi. Căn cứ vào tin báo của anh phi công trước đó, Judy liền khẳng định Mike và Marcus đã thực hiện vụ cướp tù này. Thế là họ đã trở thành đối tượng truy nã của toàn thể cảnh sát liên bang. Gã tóc trắng phía này cũng muốn thủ tiêu nhân chứng. Vì vậy hắn ta liền treo thưởng 5 triệu đô la cho bất cứ băng đảng nào bắt được ba người, dù họ có sống hay là chết hắn cũng vẫn trả thưởng đủ không thiếu một xu. Sau nhiều ngày chạy trốn cuối cùng ba người cũng tìm được một láng trại Mike và Marcus bèn tranh thủ trộm lấy vài bộ quần áo để thay thì đột nhiên bị chủ nhân nơi này phát hiện. Họ ép buộc anh Mike phải hát lên một bài hit của ca sĩ Win Smith nếu không sẽ bị bắn. Do có quá nhiều bài hit nên nhất thời anh không nhớ phải hát bài nào. Thừa lúc không ai chú ý Armando đã lẻn vào chiếc ô tô cũ rồi nổ máy phóng thẳng tới đón Mike và Marcus phóng khỏi đây. Đến khi chạy đến thành phố thì chiếc xe cũng hết thời của nó. Không còn cách nào Mike liền tìm đến người bạn cũ nhờ giúp đỡ chính là chủ nhân của hộp đêm này. Chúng tôi cần tiền, dùng ống, điện thoại và xe hơi ối giào ơi các anh đến đây nhờ giúp đỡ hay là đi cướp vậy đòi hỏi gì mà lắm thế mà thôi tôi cũng sẽ giúp nhưng với điều kiện đó là mike phải vét máng cho tôi trong một đêm đương nhiên là mike từ chối vì nhìn tướng chị thế này chắc cái máng cũng phải to lắm vét chừng nào mới xong đây hơn nữa tôi cũng đã có vợ rồi nên thôi khỏi cần giúp nữa chúng tôi đi đây ai ngờ chị đại lại rút súng ra khống chế thì ra cô ta cũng muốn bắt nhóm của mike để giao cho gã tóc trắng lấy số tiền thưởng 5 triệu đô tự nhiên lại chui đầu vào dọ đúng là xui hết chỗ nói bất ngờ xuất hiện một băng nhóm khác kéo đến đây tấn công tới tấp rõ ràng là các băng đảng trong thành phố lúc này muốn sâu xé nhau để cướp tiền thưởng đây mà tình huống nguy cấp marcus chiếm lấy chiếc xe rồi nhấn ga bất chấp nó có chạy đâu cũng mặc kệ đám giang hồ thấy vậy bèn nhanh nhẹn nã đạn tới điên cuồng tên này còn hung hăng ném bom xăng xuống định thiêu cháy cả ba người judy và đồng đội cũng nhận được tin về mike nên liền tức tốc chạy đến armando vội vã đạp cửa sau để nhảy ra thì mới biết cảnh sát cũng đang bám đuổi Trong thấy kẻ thù giết cha judy lập tức nổ súng không nhân nhượng Ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe quá dữ dội nên cả ba đành phải nhảy ra ngoài chạy thoát thân trước khi xe phát nổ, sau đó cả ba tìm đến nhà Ruth Brown và Maria. Lúc này họ đã lấy được tài liệu mà đại úy Hogwarts để lại. Thế là cả nhóm bắt đầu cùng nhau điều tra phân tích xem có tìm được chút manh mối nào không. Trong chốc lát đã trôi qua 24 giờ đồng hồ. Cuối cùng Armando cũng tìm thấy một bức ảnh quan trọng. Sau khi phóng to lên anh mới nhận ra ngay gã tóc trắng, đó chính là kẻ đã ra lệnh cho anh ám sát đại úy Hogwarts. Theo dữ liệu hồ sơ của căn cước công dân có gắn chip mọi người tra ra được danh tính gã tóc bạc tên là James McGrath. Hắn ta từng là cựu thành viên của đội cảnh sát phòng chống ma túy nhưng sau này đã chuyển qua làm lính đánh thuê cho Mexico. Có được thông tin quan trọng này, Mike lập tức gọi điện thoại báo tin cho Rita. Tất cả mọi chuyện đều do gã tóc trắng đứng sau bày trò. Toàn bộ hồ sơ tài liệu và bằng chứng liên quan đến hắn đã được đại úy Howard thu thập trong gần 10 năm qua. Sáng mai tôi sẽ đem đến giao cho cô và ngài thị trưởng. Vô tình ngay lúc này cả nhóm nhìn vào camera giám sát thì trông thấy gã tóc trắng đang cho người tìm đến nhà của Mike và Marcus. Tình huống nguy cấp Marcus liền gọi điện cho con rể của mình từng là lính đặc nhiệm thủy quân lục chiến. Có một nhóm sát thủ đang đến con hãy đưa cả nhà đến nơi an toàn mau, còn Mike thì gọi cho vợ mình nhưng không ai bắt máy khiến cho anh càng thêm lo lắng. Cậu con rể nhanh chóng đưa cả nhà trốn vào tủ rồi nhanh nhẹn lấy khẩu súng đối phó kẻ địch. Marcus thì ngồi bên đây theo dõi tình hình qua màn hình máy tính cảm giác vô cùng căng thẳng và hồi hộp còn hơn là xem phim bad boy Ride or Die nữa chứ không ngờ thằng con dễ lại là một chiến binh tinh nhuệ một mình anh lần lượt bắn hạ hơn cả chục tên sát thủ mà không hề có chút sơ xuất khi hoàn thành nhiệm vụ anh còn chào bố vợ theo phong cách quân đội nữa chứ bên đây vợ của mike ra mở cửa thì thấy con gái của judy đến chơi chưa kịp vào uống ly nước thì gã tóc trắng đã dẫn đàn em đến và bắt cả hai cô cháu đi hắn ta cầm điện thoại nói với mike rằng nếu không giao armando và tập tài liệu của đại úy howard ra thì đừng mong gặp lại vợ mình nữa lúc này mike mới chợt nhận ra là gã tóc trắng luôn đi trước mình một bước cứ như có kẻ đã báo trước cho hắn ta vậy thế nhưng người duy nhất mà mike báo tin chỉ có rita mà thôi anh biết rõ cô ấy không thể nào là kẻ phản bội được nếu vậy thì tôi đoán chắc đó là thằng thị trưởng người yêu của cô ấy chứ chẳng còn ai vào đây nữa mike lập tức gọi cho rita bảo cô gái hãy cảnh giác gã đàn ông bên cạnh khi cả hai người bước vào thang máy cô liền giật điện thoại của tên thị trưởng để kiểm tra quả nhiên hắn ta đang nhắn tin cho gã tóc trắng thân phận đã bại lộ tên thị trưởng trở mặt liền tấn công rita thân gái yêu đuối cô không thể chống lại tên tham quan may mắn vào lúc then chốt Bruce Brown và Maria đến kịp thời giải vây cho Rita và khống chế gã thị trưởng sau đó Mike tập hợp mọi người lại và lên kế hoạch giải cứu vợ mình trên đời này tôi không tin ai khác ngoài các bạn ở đây vì thế nên chiến dịch lần này sẽ không có cảnh sát hỗ trợ mà chỉ có chúng ta tự thân vận động mà thôi để tránh cho cuộc chiến này gây ảnh hưởng đến thường dân Mike liền dùng phần mềm giả giọng tên thị trưởng để liên lạc với gã tóc trắng dẫn dụ hắn đến một công viên nước bỏ hoang rồi sẽ cho trực thăng tới đón cả nhóm trốn thoát sang Cuba. Gã tóc trắng cứ tưởng là mình đang nói chuyện với thị trưởng nên dâm dấp làm theo ngay. Mike và đồng đội cũng lập tức mặt lên áo chống đạn trang bị súng ống và đạn dược hạng nặng. Chúng ta sẽ phục kích từ bốn hướng. Bruce Brown thì phụ trách điều khiển các máy bay không người lái drone tấn công từ trên không. Rita và Maria thì kiểm soát con đường độc đạo đến công viên không cho bọn tội phạm tẩu thoát. Armando thì âm thầm phục kích kẻ địch từ dưới nước mike và marcus sẽ áp giải tên thị trưởng trên máy bay thẳng tiến đến bến thuyền sau đó tên thị trưởng bước ra kêu gọi gã tóc trắng lộ diện từ trong máy bay mike đã sẵn sàng nhắm khẩu súng bắn tỉa ngay vào sọ gã tóc trắng thế nhưng khi đã vào tầm ngấm thì anh lại do dự không bóp cò vì sợ rằng sẽ bắn trượt mà chúng phải vợ mình vô tình tên đàn em trông thấy một con cá sấu đang từ từ bơi lại hắn định giơ súng tiêu diệt con cá sấu thì phát hiện armando anh buộc phải nổ súng bắn hạ tên đàn em thế là mọi người bị bại lộ nên đành phải tùy cơ ứng biến Rus lập tức điều khiển chiếc drone bay đến tặng cho tên bắn tỉa một trái bom làm kỷ niệm. Gã thị trưởng thừa lúc hỗn loạn nhanh chân tẩu thoát trước, Armando liền trồi lên đấu súng với tên đàn em. Gã tóc trắng nhanh nhẹn áp giải con tinh chạy vào trong công viên. Mike và Marcus cũng xông ra ngoài bật chế độ chiến đấu. Rus liền điều khiển drone phá hủy hết ô tô không cho bọn tội phạm tẩu thoát bằng đường bộ. Mike và Marcus thì như là chiến thần bắn tới đâu đám đàn em toi tới đó ngay cả đạn dốc kết mà hai người cũng né được thật dễ dàng một bình khí ga đối với họ cũng trở thành vũ khí tiêu diệt nhóm quân địch tiếp theo đó rút cho drone bay vào trong nhà kho thả bom khói để che tầm nhìn bọn tội phạm thừa cơ hội ba người lập tức xông vào đây rồi chia ra nhiều hướng bắn hạ kẻ địch toàn cảnh nhà kho lúc này trở thành trò chơi bắn súng bất ghi mobile huyền thoại với hai game thủ top server là mike và marcus ở bên ngoài tên thị trưởng chót thời cơ nhặt lấy khẩu súng rồi uy hiếp chú phi công mau đưa hắn rời khỏi đây rita liền nhanh nhẹn cầm lên khẩu phóng lựu nhắm thật kỹ bắn một phát trúng vào đuôi máy bay phía này armando đã tìm thấy con gái của judy một mình anh liền liều mạng lao tới tả sung hữu đột chiến đấu với bọn sát thủ thế quyết phải cứu được mỹ nhân khi hạ được kẻ địch thì anh cũng kiệt sức mà gục xuống tình cảnh này làm cho cô gái vô cùng cảm kích gác qua mối thù giết ông ngoại hai người bạn cũng đã tìm thấy vợ của Mai. Gã tóc trắng liền chơi bẩn quan tới trái lựu đạn. May mắn hai người bạn kịp thời nhảy sang một bên chứ nếu không thì chú đạo diễn có cháo lòng ăn rồi. Đúng lúc này chiếc máy bay mất thăng bằng đâm sầm vào trong đây. Trông thấy gã tóc trắng Mike lập tức nhảy xuống bên dưới. Marcus nổi máu liều muốn đồng hành cùng bạn nên cũng nhảy theo. Ai ngờ trọng lượng quá nặng làm vỡ cả sàn kính. Mà dưới này còn có con cá sấu nữa mới ác chứ. Marcus mới nhớ lại những lời nói của đại úy Howard là mình chưa đến số chết thế là anh dùng lời nói khuyên nhủ bạn cá sấu hãy ăn chay thì sẽ được phúc báo ai ngờ nó chẳng có hiểu mà lao tới đớp một phát mike liền nhanh nhẹn dùng thanh sắt tấn công con cá sấu khiến nó đau đớn mà bỏ đi trong khi đó judy cũng đã nhận được tin báo hối hả bay đến khu công viên tên thị trưởng không ngờ là vẫn còn sống mà đứng dậy rita liền chạy đến cho hắn một đạp rơi xuống hồ cá sấu bên dưới thật là đáng đời một tên tham quan thối nát trong khi đó mike đang tức tốc truy lùng gã tóc trắng không biết làm sao mà hắn ta lại chạy đến chỗ marcus mới ác chứ mà nơi này lại chính là chỗ anh đã gặp đại úy Howard trong giấc mơ. Giờ thì gã tóc trắng có đến hai con tin để uy hiếp Mike phải chọn lựa. Nội trong 5 giây anh muốn ai chết trước đây hả? Mike không nói gì mà bắn vào bộ áo chống đạn làm Marcus khụy xuống. Nhờ vậy mà anh có được tầm nhìn hoàn hảo ngấm thẳng vào chán gã tóc trắng. Lúc này Judy và đồng đội mới chạy đến, lần theo manh mối cô cũng tìm thấy được Armando. Định nổ súng thì người con gái liền đứng ra ngăn cản. Dừng lại đi mẹ anh ta vừa mới cứu mạng con đấy, số phận đúng thật là trêu người kẻ giết cha mình lại là người cứu con gái mình. Mai cũng liền chạy tới khuyên bảo Judy hãy từ bỏ thù hận. Tuy là Armando đã giết chết đại úy Hogwarts đấy nhưng anh ta cũng đã lấy công chuột tội. Nghe thấy vậy Judy cũng đành tha thứ cho Armando. Thế nhưng cô muốn anh ta phải phóng khỏi đây càng xa càng tốt, đừng nên xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Cuối cùng thì vụ án cũng kết thúc. Những kẻ tham nhũng và cấu kết với băng nhóm ma thúy bị lôi ra điều tra, còn đại úy Hogwarts thì được minh oan thanh danh không bị vấy bẩn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn tạm biệt